Như chúng ta thấy, trong bộ phim Avatar, đạo diễn James Cameron đã hình dung ra một mặt trăng ngoài hành tinh hỗ trợ sự sống. Giờ đây, các nhà khoa học tin rằng một kịch bản như vậy cũng có khả năng xảy ra trên một hành tinh khác. Trong phim, cư dân của Pandora, những người khổng lồ da xanh, sống hòa hợp với thiên nhiên, họ phải chống lại sự xâm lược từ người trái đất sở hữu công nghệ tiên tiến. Bộ phim đã thu về hơn 2 tỷ đô la và giành được 3 giải Oscar vào năm 2010, là bộ phim thành công nhất mọi thời đại. Nó cũng chứa đựng một ý tưởng khoa học hấp dẫn. Người dân của Pandora, người Na'vi, không sống trên một hành tinh trong quỹ đạo xung quanh một mặt trời xa xôi, mà họ sống trên một mặt trăng của một hành tinh như vậy. Ý tưởng rằng một mặt trăng có thể hỗ trợ cuộc sống tiên tiến có vẻ xa lạ với con người do bản chất cằn cỗi, không có không khí trên mặt trăng của chúng ta. Tuy nhiên, các nhà khoa học hiện đã theo dõi ý tưởng của Cameron và kết luận rằng sự sống ngoài hành tinh trong thiên hà của chúng ta có khả năng được tìm thấy trên các mặt trăng của các hành tinh trong vùng sự sống. Các nhà khoa học đã phát hiện rất nhiều hành tinh ngoài hệ mặt trời, tuy nhiên, hầu hết chúng đều được phát hiện là những hành tinh khí khổng lồ, tương tự như sao Mộc và sao Thổ trong hệ mặt trời của chúng ta. Chỉ một số ít có bề mặt rắn và quay quanh sao chủ của chúng trong vùng Goldilocks, là vùng không gian xung quanh một ngôi sao, không quá nóng cũng không quá lạnh và do đó mang lại triển vọng tốt nhất cho phép nước lỏng tồn tại trên bề mặt. Vậy tại sao một mặt trăng quay quanh một thế giới khắc nghiệt như vậy lại có nhiều khả năng hỗ trợ sự sống hơn? Chính là nhờ hệ thống sưởi thủy triều. Nguồn năng lượng bổ sung này được kích hoạt bên trong một mặt trăng bởi vị trí gần với hành tinh mẹ của nó. Lực hấp dẫn của hành tinh làm biến dạng lớp vỏ đá của mặt trăng và khiến nó nóng lên. Càng gần mặt trăng và hành tinh mẹ càng lớn, thủy triều sẽ càng nóng lên. Ở khoảng cách thích hợp, sự gia tăng nhiệt bằng thủy triều này trong thực tế có thể tồn tại, nghĩa là một mặt trăng có thể được sưởi thủy triều. Từ chính hành tinh mẹ là một hành tinh khí khổng lồ và hành tinh này quay quanh quỹ đạo của ngôi sao chủ trong vùng sự sống. Tuy nhiên, ảnh hưởng của sự nóng lên của thủy triều phải được xem xét khi xác định khả năng sinh sống của một mặt trăng. Các mặt trăng quay quanh hành tinh của chúng quá gần sẽ bị thủy triều làm nóng mạnh và hiệu ứng nhà kính có thể làm sôi nước bề mặt. Ý tưởng về các hành tinh cung cấp năng lượng bổ sung cho các mặt trăng của chúng xuất phát từ các quan sát trong hệ mặt trời của chúng ta là sao Mộc và sao Thổ đã làm điều đó với các mặt trăng của chúng. Cho đến nay, việc tìm kiếm các thế giới có thể sinh sống được chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm các hành tinh giống trái đất trong vùng có thể sinh sống được của ngôi sao của chúng. Nhưng đây không phải là kiểu thế giới duy nhất mà chúng ta có thể tìm thấy các điều kiện có thể sinh sống được. Mặt trăng từ các hành tinh như sao Mộc và sao Thổ cũng là những nơi tốt để tìm kiếm sự sống. Và tại sao không? Ngay cả mặt trăng của chúng ta cũng có thể có sự hiện diện của con người vào một ngày nào đó. Giống như mặt trăng của trái đất, nhiều mặt trăng được khóa chặt chẽ với hành tinh chủ của chúng, có nghĩa là một bán cầu bị quay lưng vĩnh viễn khỏi hành tinh. Điều này sẽ hạn chế các khu vực có thể sinh sống trên bề mặt của những mặt trăng này. Mặt trăng cũng có hai nguồn ánh sáng, là một từ ngôi sao của chúng và một từ hành tinh chủ của chúng. Một người quan sát đứng trên bề mặt của một mặt trăng như vậy sẽ trải qua ngày và đêm theo một cách hoàn toàn khác so với chúng ta trên trái đất. Theo giáo sư Simon Zock, giáo sư hóa địa hữu cơ tại Đại học Macquarie cho biết, hãy nghĩ đến mặt trăng Europa của sao Mộc. Nhiều bằng chứng đã cho thấy mặt trăng nhỏ bé này chứa nước ở dạng lỏng. Nếu phải đoán nơi đầu tiên chúng ta sẽ tìm thấy một dạng sống ngoài hành tinh, có thể nói rằng nó có khả năng xảy ra trên một mặt trăng như Europa. Giống như việc tìm kiếm một vị trí hoàn hảo trong bất động sản, thì việc tìm kiếm cuộc sống ngoài không gian cũng tương tự như vậy, một vị trí hoàn hảo quanh ngôi sao chủ. Trong nghiên cứu mới, Michelle Hill, một sinh viên từ Đại học Nam Queensland, người dẫn đầu nghiên cứu mới cho biết, nhằm xác định có bao nhiêu mặt trăng có khả năng hỗ trợ sự sống ngoài kia, trọng tâm của nghiên cứu là vào cái gọi là khu vực có thể sinh sống được, nơi có các điều kiện tối ưu cho sự tồn tại của nước lỏng. Dữ liệu nghiên cứu đến từ sứ mệnh Kepler của NASA được phóng vào năm 2009. Sứ mệnh tìm kiếm dấu hiệu của các hành tinh có khả năng hỗ trợ sự sống trong dải ngân hà.
Bichen giải thích. Chúng tôi không thực sự biết nhiều về có bao nhiêu mặt trăng trong vùng sinh sống của các ngôi sao như mặt trời của chúng ta, nhưng chúng tôi biết rằng nhiều hành tinh khổng lồ như sao Mộc và sao Thổ có nhiều mặt trăng quay xung quanh chúng, vì những hành tinh khí khổng lồ lớn nhất của chúng ta chứa nhiều mặt trăng. Như sao Mộc có 69 mặt trăng và sao Thổ với 62 mặt trăng, chúng tôi cho rằng các hành tinh khổng lồ trong khu vực có thể sinh sống này cũng sẽ lưu trữ nhiều mặt trăng có thể là thế giới có thể sinh sống được. Vì vậy, nếu chúng ta tìm ra có bao nhiêu hành tinh trong số này, chúng ta có thể biết được có bao nhiêu mặt trăng có thể quay xung quanh chúng. Nghiên cứu của Michel đã tìm thấy ít nhất 121 hành tinh khổng lồ trong khu vực có thể sinh sống được trong dải ngân hà của chúng ta, có thể chứa các mặt trăng duy trì sự sống. Nếu chúng ta giả định mỗi hành tinh khổng lồ có nhiều mặt trăng, thì nghiên cứu này đã giúp tăng gấp đôi hoặc thậm chí nhiều hơn số lượng các thế giới có thể sinh sống được mà chúng ta có thể quan sát trong vũ trụ. Thật vậy, nếu xét đến số lượng dự kiến của những mặt trăng này trong khu vực có thể sinh sống được của ngôi sao của chúng, rất có thể những dấu hiệu sự sống đầu tiên được tìm thấy bên ngoài hệ mặt trời, nếu nó tồn tại, thực sự có thể được tìm thấy trên một mặt trăng, chứ không phải là hành tinh như trái đất. Thách thức trong tương lai là chúng ta có thể phát hiện ra sự sống như thế nào, cho dù đó là vi sinh vật hay trí thông minh cao hơn. Hiện tại, các nhà thiên văn học và sinh vật học thiên văn sẽ hướng mắt về các mặt trăng trong hệ mặt trời của chúng ta, chẳng hạn như mặt trăng Europa của sao Mộc và mặt trăng Enceladus của sao Thổ, với lớp vỏ băng giá và đại dương dưới lớp băng tiềm năng của chúng. Cùng với các lỗ thông hơi thủy nhiệt, các lỗ mở trên đáy biển chứa vật chất dầu khoáng chất được nung nóng, giống nơi có sự sống trên trái đất. Chúng được coi là hai trong số những ứng cử viên hứa hẹn nhất. Việc tìm kiếm các thiên thể có thể sinh sống được, chẳng hạn như các hành tinh và các mặt trăng trong các khu vực có thể sinh sống, không chỉ là tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh đơn thuần, mà đó cũng là việc cho con cháu của chúng ta một nơi để hướng tới khi chúng vươn tới những vì sao